Quý vị và các bạn thân mến, năm 2014, Cần Thơ, miền đất vốn nổi danh với dịch vụ sung sướng, cũng là thủ phủ của rất nhiều những cơ sở massage kích dục có tiếng. Có nhiều món cũng là đặc sản kỳ dị. Trong số đó thì nổi tiếng nhất có thiên đường massage tên gọi mỹ miều là massage Tô Châu. Tuy nhiên chỉ với những lời đồn thì thật khó hình dung được những góc khuất phía sau của thiên đường massage đen tối này. Một cái sự điều tra ghi lại tường tận của người trong cuộc. Hy vọng sẽ là những thông tin hữu ích mà Hồng Nhung muốn gửi tới quý vị khán giả. Cũng là một lần nhìn lại hành trình nỗ lực truy quét, đảm bảo trật tự xã hội của lực lượng chức năng thành phố Cần Thơ. Kính mời quý vị khán giả chúng ta cùng theo dõi với Hồng Nhung ngay sau đây. 0 giờ ngày 2 tháng 5 năm 2014, tôi liên lạc với Mẫn qua điện thoại. Một tin nhắn than vãn: anh bị sếp buộc nghỉ việc sau một cuộc cãi vã trên điện thoại rồi. Anh không về Sài Gòn nữa đâu, buồn quá. Thôi kệ anh à, anh qua Tô Châu đi, em sẽ làm cho anh hết buồn. Mẫn động viên, đó cũng chính là điều tôi tính toán trong quá trình tác nghiệp của mình. Tôi vào một phòng VIP bình dân và nằm chờ đợi Mẫn. Chừng 10 phút thì Mẫn xuất hiện. Thay vì lời chào hỏi, cô nhân viên này ra vào lòng và gục đầu vào vai tôi. Cảnh tượng giống như là một đôi uyên ương xa nhau lâu ngày mới gặp lại để thỏa nỗi nhớ mong hơn là cảnh trong một phòng dịch vụ massage. Mẫn thì thầm vào tai tôi: chỉ mình em là đủ rồi, cần chi phải bốn người anh mới thỏa mãn. Hai bàn tay của Mẫn vẫn ân cần massage vùng đầu cho tôi. Bất chợt, cô cầm vào tay tôi rồi đưa về vùng kín của mình. Thoáng chút giật mình, tôi làm bộ không bằng lòng, định bụng đi về. Em lấy nước cho anh uống nhé. Nếu anh không có hứng thì anh ra ngoài phòng nghỉ, em làm cho anh cái gì đó ăn cho đỡ mệt. Vẫn cái sự ân cần của gái nhà lành được Mẫn nói ra. Tôi đồng ý và di chuyển sang căn phòng dành cho khách nghỉ ngơi sau khi đã giải tỏa được hết nỗi niềm bằng massage kích dục. Căn phòng này vẫn theo mô típ cũ nên chỉ có thể miêu tả bằng cụm từ sang trọng và đẳng cấp. Dù nó là phòng nghỉ dưỡng dành cho khách bình dân với máy lạnh, tivi màn hình phẳng, đồ cổ, rượu Tây được trang trí đầy tính nghệ thuật. Nơi nghỉ tạm của khách là một hàng khoảng hơn chục chiếc ghế nằm cao cấp bọc đệm da. Lúc này, sau khi đã chăm sóc tôi bằng nước uống và bật tivi dò tìm những kênh thể thao, ca nhạc, phim truyện, Mẫn phụng phịu ngồi lên đùi rồi xà vào lòng tôi. Em làm ở đây cũng được hơn 2 năm rồi. Mỗi tháng trung bình em được khoảng 80 khách yêu cầu em trực tiếp phục vụ. Tính ra thu nhập cũng được khoảng hơn 50 triệu một tháng anh ạ. Em quê ở Châu Đốc, An Giang. Mẫn là tên giả, em dùng ở đây thôi. Em cũng chưa nghĩ tới việc bỏ nghề anh à. Làm ruộng cực quá. Em có một khát vọng là phải thật giàu. Vẫn lời của Mẫn. Anh cứ về và yên tâm nghỉ ngơi nhá, rảnh lại đến với em. Mẫn chào tôi rồi đứng dậy, rồi rút tờ 500 ngàn ra đưa Mẫn trước khi ra về. Lúc này là 2 giờ 30 sáng ngày 2 tháng 5 năm 2014. Nếu so với các khu massage có cùng bảng giá thì các căn phòng và không gian ở đây hơn hẳn về độ sang trọng. Căn phòng lần sau tôi vào cũng phần nào thể hiện được điều đó. Rộng rãi như phòng khách sạn với chiếc giường chuyên dụng cho massage để ở giữa. Máy lạnh được bật ngay sau khi khách vào. Ngoài ánh đèn mờ có thể điều chỉnh độ sáng tối, một chiếc đèn chùm sang trọng cũng được bật lên. Tủ đựng đồ và ghế bành đủ cả. Cậu nhân viên dẫn đường cẩn thận hỏi tôi có quen nhân viên nào để gọi hay không. Tôi bảo tùy cậu ta bố trí. Chừng 5 phút, khi tôi đang lim dim trên chiếc giường dã chiến, một cô gái trong bộ dạng kimono siêu gợi dục bước vào. Sau màn chào hỏi ban đầu, tôi đồng ý để cô nhân viên tự nhận mình tên là Tiên làm người phục vụ cho tôi. Tiên nói Tiên 25 tuổi, quê ở Hậu Giang, mới vào làm tại Tô Châu được vài tháng. Cùng trong lúc nói, Tiên còn tiện thể làm luôn hai việc, tẩm quất qua loa cho tôi và tranh thủ làm đập vào mắt tôi những khúc hở hang trên cơ thể mình. Lúc cao hứng còn cả sự va chạm rồi những cái nhìn đầy tình tứ. Em làm ở đây lương cao không? Tôi chủ động gợi chuyện. Dạ, bọn em không có lương mà sống bằng tiền bo thôi anh ạ. Bọn em được giữ lại toàn bộ tiền bo. Tiên trả lời. Vẫn theo mô típ cũ mà tôi đã được các cô ở cơ sở massage kích dục khác trả lời khách về các khoản thu nhập.
Cuộc nói chuyện lại ngắt quãng bởi tôi muốn thư thái hưởng thụ cái gọi là massage Nhật theo lời quảng bá của Tô Châu. Dù trước đó đã đôi lần tôi thất vọng ở những dịp trải nghiệm trước, nhưng kỳ thực 2 phút, 3 phút rồi 5 phút trôi qua, tôi vẫn chưa thấy chất Nhật đâu trong quy trình massage của Tiên. Tuy nhiên, chừng được hơn 10 phút thì các sự massage kia bất ngờ kết thúc. Tiên gợi ý, anh thư giãn nhé. Thư giãn ở đây có những hình thức gì hả em? Dạ, thì em làm bằng tay là 200, làm cho anh lên đỉnh bằng kỹ thuật là 300.000. Tiên trả lời, bằng kỹ thuật nghĩa là sao hả em? Tôi hỏi dù đã biết tổng câu trả lời. Thì là làm bằng miệng đấy anh. Tiên trả lời đúng như tôi tiên liệu. Vậy có gì đặc biệt mà đắt thế? Muốn đặc biệt thì anh phải qua bên VIP. Bên đó anh sẽ được làm vua nếu anh thích. Gói 300 thì phòng ốc sang trọng với giường khách sạn. Gói 500 thì ngoài phòng ốc anh còn được 2 nhân viên phục vụ và thư giãn cho anh bằng miệng hết. Còn gói 1.500.000 thì anh làm vua luôn với 4 cung tần phục vụ và thư giãn cho anh bằng miệng hoàn toàn. Chiếc lưỡi điêu luyện của các chị ấy sẽ du lịch khắp người của anh, không trừ một chỗ nào cả. Đổi lại, anh có thể khám phá bất kỳ một nơi nào trên người các cung tần mỹ nữ. Làm xong, anh được phục vụ miễn phí đồ uống và một suất gà ác hầm với thuốc bắc nữa. Với suất VIP bình dân này, anh được một suất mì tôm trứng mà em làm cho anh nhé. Tiên giới thiệu và không quên thúc tôi vào trận. Muốn qua được bên đó thì nhân viên ở khu bình dân luôn phải xếp vào vị trí thứ nhất, thứ hai về số lượt khách yêu cầu trong vòng 3 tháng liên tiếp. Mỹ nữ kích dục tên Tiên nói. Tiên ngạc nhiên nhưng cũng vui vẻ đồng ý trước lời đề nghị của tôi. Sau khi rời khỏi Tô Châu, khi đồng hồ đã điểm 3 giờ sáng, tôi dùng điện thoại nhắn gửi tới Tiên một lời cảm ơn và sau đó tôi bộc bạch cái mục đích thực sự của mình. Anh là chủ khách sạn tại Thái Nguyên. Hiện tại khách sạn của anh đang có một dự án kinh doanh là mở dịch vụ massage kích dục. Hồi này các dịch vụ đó ở ngoài anh mọc lên như nấm ấy, với đặc sản là gái miền Tây. Tuy nhiên anh nhận thấy là mô hình kinh doanh trên đang dần lỗi mốt, bởi cơ sở nào cũng như cơ sở nào, với một cô nhân viên chỉ nhăm nhăm đè khách ra để kích dục rồi lấy tiền. Anh muốn tìm một hình thức kinh doanh mới mang về khách sạn của anh để đánh vào tâm lý hám của lạ và kiểu lạ của dân chơi. Và đồng thời ngoài việc câu được khách bình dân, mô hình ấy phải câu được cả VIP và siêu VIP nữa. Tìm khắp lục tỉnh miền Tây, thấy người ta cứ khen ngợi Tô Châu có đủ các yếu tố đó. Em là người làm trong đó, anh muốn tìm hiểu mô hình này trước khi mà đưa những bước đi tiếp theo. Nếu em đồng ý, anh muốn mời em dùng bữa trưa và cà phê vào trưa ngày mai. Tôi nói tiếp. Lời hẹn trên của tôi được Tiên vui vẻ đồng ý. Trưa ngày hôm sau, Tiên dẫn tôi qua quán ăn 6 đời 3 tại đại lộ Lê Lợi, quận Ninh Kiều. Tại đây, Tiên bắt đầu chia sẻ. Tô Châu với cách làm ăn của mình đã rất thành công. Hiện tại, ngoài 2 cơ sở ở Cần Thơ, Tô Châu còn có cơ sở ở Tiền Giang, Vĩnh Long và hình như là sắp mở ở Sài Gòn. Về dịch vụ, Tô Châu có các gói bình dân và gói VIP. Mỗi bên hơn 20 nhân viên để làm, trong đó riêng khu VIP thì luôn đông nghẹt. Thế sao em không qua làm bên khu VIP? Đâu phải muốn được là được hả anh? Ở Tô Châu, có người làm vài năm ở khu bình dân mà vẫn không qua được bên VIP đấy anh. Ở bên đó khách bo cao lắm, ít nhất là 500.000 một nhân viên một ca. Muốn qua được bên đó thì nhân viên ở khu bình dân luôn phải xếp vào vị trí thứ nhất, thứ hai về số lượt khách yêu cầu trong 3 tháng liên tiếp. Qua được bên VIP rồi, nhân viên phải đảm bảo được các lượt khách yêu cầu đích danh nhân viên đó phục vụ ít nhất 30 lần một tháng. Nếu 2 tháng liên tiếp mà không đạt thì chuyển về bình dân hoặc là cứ thế mà nghỉ việc. Tuy nhiên trường hợp này ít xảy ra lắm. Tiên lý giải. Thế bên khu bình dân có bị ép chỉ tiêu kinh doanh hay không? Dạ có chứ anh. Bọn em phải đảm bảo được 15 lượt khách yêu cầu đích danh nhân viên đó phục vụ trong 1 tháng. Tiên lý giải thêm. Thế còn cơ chế thu nhập thì sao hả em? Bọn em không có lương mà chỉ sống bằng tiền bo thôi. Bên bình dân thì có gói bo từ 200 đến 300 tùy hình thức kích dục. Bên VIP thì bo ít nhất là 500.000 một nhân viên. Nếu khách không có tiền bo thì sẽ chỉ được hưởng dịch vụ massage lành mạnh thôi. Nhưng mà trường hợp không thư giãn hiếm lắm anh ạ.
Bọn em và khách sẽ phải thỏa thuận với nhau về tiền bo trước khi thư giãn. Trong trường hợp mà khách bùng tiền thì bọn em vẫn phải vui vẻ rồi ra báo cáo với quản lý. Lúc này quản lý sẽ có trách nhiệm ra nói phải trái với khách để lấy tiền, và thường thì lấy được anh ạ. Ngoài những ca do khách yêu cầu đích danh thì những ca khách muốn chọn nhân viên ngẫu nhiên thì làm thế nào để cho công bằng hả em? Tôi lại hỏi. Thì sắp xếp theo thứ tự gọi hết mà anh. Ví dụ như nhá, có 20 nhân viên thì các nhân viên đều được đánh thứ tự kiểu như từ 1 đến 20 ấy. Ngày đầu tiên thì người số 1 được đi vị khách đầu tiên, đến không yêu cầu đích danh nhân viên phục vụ. Người thứ 2 sẽ được đi vị khách thứ 2, đến không yêu cầu nhân viên phục vụ. Đến ngày thứ 2 thì người có số thứ tự thứ 2 lại lên vị trí đầu tiên. Người thứ 3 thì sẽ đi vị khách thứ 2. Cứ vậy mà tính đến khi hết vòng thì thôi. Những nhân viên nào đến lượt được sắp xếp phục vụ vị khách đầu tiên của ngày hôm đó thì phải đi sớm để mua đồ cúng bái ông Địa, ông Tài và dọn dẹp khu bếp. Tiên cho biết về quy định hết sức minh bạch ở Tô Châu. Các nhân viên lấy cho mình một cái tên trong nghề để báo lại với quản lý. Tên đó sẽ dùng để giao dịch với khách. Tên thật của em là Bảo Trân. Lúc này Tiên mới bộc bạch về cái tên thật của mình. Tiếp tục cuộc trò chuyện với Tiên, tôi chuyển sang đề tài về việc tuyển chọn nhân viên của Tô Châu. Do trước đó tôi thấy trước cổng vào của Tô Châu đề biển tuyển nhân viên nên tôi đặt câu hỏi. Tô Châu luôn tuyển nhân viên massage phải không em? Dạ vâng, vì thực chất họ cũng đâu có mất gì. Nhân viên mới thì thêm hút khách. Bọn em cần phải chuẩn bị hồ sơ xin việc đầy đủ, khám sức khỏe hẳn hoi và được ký một hợp đồng công việc. Làm ở đây rồi thì cứ 3 tháng lại phải đi khám sức khỏe một lần. Sau đó nếu 2 tháng làm mà không đủ số lần khách yêu cầu đích danh thì cứ thế mà nghỉ việc thôi. Tiên trả lời. Thế lúc mới vào đây em có biết mình phải làm cả kích dục cho khách thì mới có thu nhập không? Nếu em chưa có tay nghề thì sao? Tôi hỏi tiếp. Có chứ, họ nói hết mà. Đến xin việc sau khi duyệt về ngoại hình rồi thì họ sẽ cho nhân viên mới vào phòng để trực tiếp làm massage và kích dục cho một nam giới ở cơ sở. Thường thì anh quản lý hoặc là anh giám đốc trực tiếp làm công đoạn kiểm tra đầu vào này. Phải như vậy thì họ mới biết được chất lượng nhân viên. Nếu nhân viên chưa có kỹ năng thì sẽ được cho một nhân viên khác hướng dẫn. Hồi em mới vào, chị Hoàng là người hướng dẫn trực tiếp em đấy. Tiên kể. Vậy ai là nữ hoàng kích dục? Tức là người luôn được khách yêu cầu phục vụ đích danh nhiều nhất ấy. Dạ, chị Mẫn. Chị Hoàng anh ạ. Nhưng mà chị Mẫn vẫn là nhất. Tháng nào chị ấy cũng được ít nhất 70-80 khách yêu cầu phục vụ ấy. Người dân ở đây cho biết mỗi lần có đợt truy quét của lực lượng chức năng thì tình hình tạm lắng, nhưng sau đó đâu lại vào đấy. Và sau mỗi đợt như thế, các đối tượng tệ nạn xã hội lại có những thủ đoạn đối phó mới tinh vi hơn. Một đại diện của Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội thành phố Cần Thơ cũng đã từng thừa nhận. Tình hình tệ nạn mại dâm tuy có giảm nhưng chưa dứt mà có những biến tướng tinh vi. Ngoài việc gái mại dâm và chủ chứa dạt về vùng nông thôn, vùng giáp danh tổ chức bán dâm dưới hình thức quán nhậu, quán cà phê, thì gần đây tình trạng gái mại dâm công khai đứng đường đón khách trở thành một thách thức đối với cơ quan chức năng. Quý vị và các bạn thân mến, ở thời điểm năm 2013, thành phố trẻ Tam Kỳ Quảng Nam đã thành điểm ăn chơi của giới trẻ. Nơi đây thì tập trung đủ các loại tệ nạn xã hội và nói theo cái ngôn ngữ của các dân chơi rực rỡ nhất là dịch vụ sung sướng. Và trên khắp các đường phố Tam Kỳ, những địa điểm ăn chơi nhảy múa thì mọc lên là như nấm mọc sau mưa. Nếu mà đường Hùng Vương được xem là con đường thông tin với nhiều quán internet, đường Văn Bội Châu là lãnh địa của nhà nghỉ, thì Nguyễn Hoàng là đường có nhiều biển hiệu cắt tóc, thư giãn, massage. Đường Nguyễn Hoàng thì chỉ kéo dài chừng có 3 km, nhưng mà có tới gần đến 100 quán cắt tóc lớn nhỏ, kèm theo đó là những dịch vụ massage và thư giãn. Kính mời quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe chương trình ngày hôm nay. Những nơi khiến Thượng Đế dùng rằng đi chẳng lỡ, phải kể đến Bin Bo, Hương Xuân, Hiền Thục, Bảo Thi, Ti Ti, Ti Na, Giáng Ngọc. Đường Trần Phú nổi tiếng với massage Hồng Ngọc, Bảo Yến, trong đó Mai Phương đã tồn tại cả chục năm trời. Đường Trưng Nữ Vương hút khách với các trung tâm như Hằng Nga, Thùy Trang, Cúc Phương. Ngoài những con đường tên tuổi, thì dịch vụ massage lại tập trung thành một khu vực nhỏ gần Bệnh viện Nhi, Quảng Nam, với các quán như Trà My 2, Thanh Lịch, Thanh Huyền. Ngoài những quán nhỏ bình dân được xây dựng khá đơn sơ như nhà cấp 4, còn có những khách sạn khá sang trọng được nhiều người biết đến như Huy Hoàng, Mini,
Nữ Hoàng, Mimosa. Hầu hết những tiệm gội đầu cắt tóc kiểu này được đặt những cái tên mượt mà, mỹ miều với những biểu hiện khá bắt mắt, đầy hình ảnh gợi cảm, khêu gợi trí tò mò cũng như ham muốn của người đi đường. Vừa dừng chân trước quán BB trên đường Nguyễn Hoàng thì chúng tôi đã được hai em váy áo siêu tiết kiệm vải ân cần chào đón. Bên ngoài là căn phòng nhỏ diện tích khoảng 3 m², chỉ có vài con dao cạo chứ không hề có dụng cụ cắt tóc nào cả. Còn bên trong là căn phòng được cách biệt bởi bức tường cao có một tấm rido che kín và có giường nằm để khách thư giãn. Nhân viên phục vụ cũng chẳng cần bí mật mà công bố luôn. Ở đây chúng em phục vụ thượng đế từ A tới Z, đảm bảo không phê, không lấy tiền. Trong lúc chúng tôi đang cạo mặt thì bên trong căn phòng đó liên tục phát ra những âm thanh khó tả. Vài phút sau, một thanh niên từ trong đi ra với dáng vẻ vội vã và leo lên chạy mất hút. Còn cô ả váy ngắn phấn son lòe lòe tiễn khách với nụ hôn gió và nói với theo những câu yêu thương nhão nhuệt. Hôm khác anh yêu lại thăm, em chăm sóc chu đáo nhé. Cô gái cạo mặt cho tôi váy ngắn, cổ áo siêu trễ, cứ giả vờ vô tình lúng liếng trước mặt khách. Thậm chí có cô còn cố tình gần như đổ ập vào người khách, chạm phần nhạy cảm khiến tôi chỉ mới cạo râu đã lạnh cả người. Mới hay thực chất dịch vụ massage ở những quán này là kích dục cho khách, chứ không phải là tổng quất một cách lành mạnh như những nơi khác. Chỉ với 70.000 đồng khách có thể phê dưới đôi tay quá thành thạo của những kiều nữ lả lướt. Còn với những khách chưa đã muốn tới bến sẽ được các em chiều chuộng với giá 200.000 đồng ngay tại căn phòng bên cạnh. Nhanh chóng ngã giá chỉ sau vài giây, nhưng lấy cớ bận việc, chúng tôi nhanh chóng rời khỏi động yêu trước cái nhìn tình tứ đầy luyến tiếc của hai em mắt xanh mỏ đỏ. Chúng tôi vào quán thứ hai trên đường Trần Phú cách vài trăm mét. Với bộ mặt vừa mới cạo râu nhẵn thín, thôi đành, không cạo mặt thì lấy giấy tai theo kiểu đứng bên trái vái bên phải. Dụng cụ lấy giấy tai chỉ là những que nhựa gắn bông mềm và đôi gò bồng đào liên tục cọ sát trên người khách. Diện tích ở quán này khá khiêm tốn và cũng có một căn phòng sung sướng được che bằng tấm rido màu xanh chắn ngang. Đó là ký hiệu của mát gần ở Tam Kỳ. Nếu khách có nhu cầu XYZ, bước vào quán không thấy rido xanh thì tự động rút lui, chứ đừng hỏi mà bị coi là khiếm nhã. Trong lúc lấy giấy tai, cô em lúng liếng đưa tình gợi ý chúng tôi có làm gì nữa không. Giá cả ở đây tuy cao hơn chỗ khác chút ít, nhưng khách được tự do chọn đào và việc tới bến được thực hiện tại một nhà nghỉ gần đó. Để đi được đến Y, tôi và cậu bạn quyết định dừng lại uống vài chai cho đỡ ngượng và nâng cao phần sĩ diện. Sau một chầu nhậu xương, lần này chúng tôi đến GN lúc phố đã về đêm. Ngoài đường vài chàng thanh niên chạy xe một mình, kéo ga chạy thục mạng, thỉnh thoảng lại chậm dần và ghé vào những quán đèn mờ bên cạnh như đã hẹn trước. GN là một quán nhỏ nhưng khá nổi tiếng, bởi ở đây em út chịu chơi và có ngón nghề thổi kèn táo bạo. Dân chơi cứ dỉ tai nhau nên quán này khá đông khách. Vừa đến nơi chúng tôi đã thấy chiếc xe máy tấp vào quán. Tôi lấy cớ nhường cho người vừa đến và ngồi chờ. Bên trong tấm rido, những âm thanh lạ lại vang lên, còn những chàng trai đang ngồi chờ đến lượt tỏ ra khá sốt ruột và dường như cũng bị kích thích cao độ. Lấy cớ đông khách, chúng tôi vội vã cáo từ và nhận được lời xin lỗi ngọt ngào của cô gái phục vụ. Điểm cuối cùng dừng chân là một khách sạn hạng sang với biển hiệu nổi bật, ánh đèn trên tận tầng 4 massage NH. Vé massage ở đây tương đối cao, thậm chí gấp đôi, gấp ba các chỗ bình dân khác. Chưa nói đến việc bo em út. Ở khách sạn này, cách thức phục vụ tương đối bài bản, có nhân viên điều hành và đường dây từ nơi khác được điều đến nếu đông khách. Và dĩ nhiên, ở đây thượng đế cũng được phục vụ từ A tới Z. Nếu khách có nhu cầu chỉ với 300.000 đồng trả thêm sẽ được đi tàu nhanh tại chỗ. Đào ở đây có những chiêu trò tiếp thị hết sức kỳ quặc như giảm giá cho khách quen đến 2 lần một tuần trở lên. Nếu đi nhà nghỉ thì khỏi phải lo tiền phòng. Dù mới chỉ đi từ A sang Y chưa về đến Z, chúng tôi đã được nhiều đào ấn điện thoại hứa hẹn phục vụ khi có nhu cầu. Theo chân trường, một người bạn dành mọi ngóc ngách của Tam Kỳ
Chúng tôi đến khu vực gần siêu thị Cúp Mát. Chỉ bằng vài cái nhìn, Trường đã nhận dạng được những cô gái thường xuyên đứng ở khu vực này vào ban đêm để đón khách. Nhìn họ chẳng khác gì đang đứng chờ người thân, nhưng qua bộ quần áo ngắn cũn cỡn và đôi môi đỏ chót cộng với điếu thuốc cháy dở trên tay thì những kẻ đi tìm hàng có thể bắt tín hiệu được ngay. Theo Trường, đây là những cô gái đã hết đát, ra làm ăn tự do, không chịu sự ràng buộc nào cả. Tuy nhiên họ vẫn có bảo kê nếu khách tính bài chuồn, ăn bánh không trả tiền. Đương nhiên, hợp đồng bảo kê được trả sòng phẳng sau mỗi lần được can thiệp giúp đỡ. Bên cạnh đó, đội ngũ xe ôm là những người sẵn sàng đưa họ đến nơi hẹn hò với khách, kiêm việc dắt mối kiếm hoa hồng. Rời địa điểm này, chúng tôi đến bến xe mới gần cửa hàng xăng dầu Tân Thạnh, ngay trên đường Phan Bội Châu. Tại đây, vài cô gái đang ngồi uống cà phê, thuốc lá phì phèo. Xa hơn nữa là hai em đang kỳ kèo giá cả với khách. Thấy chúng tôi dừng xe, đưa mắt nhìn cả ba cô gái, bỏ bàn cà phê chạy ào ra, nắm tay lơi lả. Sau một hồi ngã giá, cậu bạn tôi chê đắt và phóng xe bỏ đi. Sau lưng là những tiếng chửi thề vang trong đêm vắng. Chia tay nhóm bạn, tôi vòng qua đường Nguyễn Hoàng để về, thì gặp một cô nàng mang khẩu trang, đội mũ bảo hiểm đi ngược chiều chặn xe xin quá giang. Vừa ngồi lên xe, ả đã vội ôm eo và mùi nước hoa rẻ tiền phảng phất sau lưng tôi đã đoán được phần nào. Rồi cô nàng buông lời rủ tôi đi nhà nghỉ, giá cả được nhanh chóng xác định. 150.000 kể cả tiền phòng. Tệ nạn mại dâm ở Tam Kỳ khá phức tạp và có nguy cơ trở thành điểm nóng. Số lượng gái mại dâm ngày càng tăng từ các nơi khác đổ về và nhiều nhất là ở miền Tây. Tệ nạn này đã trở thành vấn đề an ninh trật tự xã hội làm đau đầu các cơ quan chức năng. Ông Hát, một lái buôn ở núi Thành sau chầu nhậu, đã đến quán massage có tiếng ở Tam Kỳ để thư giãn. Chưa kịp mát thì cái ví đựng vài triệu đồng của ông đã không cánh mà bay. Sợ làm to chuyện vợ con biết được nên ông đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Ông Tê dù đã có vợ con nhưng vẫn đèo bòng gái làng chơi, bị vợ bắt được tan nát gia đình. Đau đớn nhất là anh B chỉ vì tin rau sạch vài lần dấn thân mà đã mang căn bệnh thế kỷ về lây cho vợ. Quý vị và các bạn thân mến, cách đây hơn 10 năm về trước, ở các huyện vùng ven, ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh, bỗng dưng nổi tiếng vì sự xuất hiện chóng mặt của các quán cà phê đèn mờ. Những quán cà phê này thì được giới ăn chơi bình chọn là các điểm thác loạn nhất bởi dịch vụ sung sướng tới bất ngờ. Có điểm gì nơi xa lạ bỗng dưng trở nên nổi tiếng đến như vậy? Kính mời quý vị khán giả hãy cùng với Hồng Nhung lắng nghe ký sự điều tra của ngày hôm nay nhé. Có khách. Giọng của một thanh niên gác cửa vọng vào. Chúng tôi liếc nhìn ra, một cậu học sinh bước vào, để phạch chiếc ba lô trên bàn, ngả lưng ra ghế và lim dim mắt. Từ bên trong, hai tiếp viên trên người chỉ che hai mảnh vải mang ra ba ly cà phê và ngồi xuống bên cạnh. Chỉ trong chốc lát, quần áo trên người của khách đã bị lột sạch. Hai tiếp viên cũng trần như nhộng. Đây là hình ảnh đầu tiên khi chúng tôi đến làm khách tại quán cà phê Thủy Tú trên đường Minh Phụng, phường 9, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh vào trưa ngày 28 tháng 3 năm 2011. Quán cà phê Thủy Tú bên ngoài luôn có hai thanh niên trực. Ngoài nhiệm vụ giữ xe, họ kiêm luôn việc trông coi an ninh trong quán. Quán này có khoảng 20 bàn với khoảng hơn 10 tiếp viên ăn mặc mát mẻ, sẵn sàng phục vụ khách tới bến, nên được giới ăn chơi bình chọn là điểm thác loạn nhất. Chúng tôi chia nhau mỗi người ngồi một bàn. Hai tiếp viên ngồi với chúng tôi liên tục dùng những động tác lời nói khó tả để mời gọi. Thỉnh thoảng lại có một vài tiếp viên không mảnh vải che thân chạy qua chạy lại như để khêu gợi khách. Trong bóng tối lờ mờ, tiếng rên rỉ của các cô gái mỗi lúc một lớn. Cách chúng tôi hai bàn, một khách vừa bước vào đã được đón tiếp chu đáo. Thêm một em nữa đi anh. Nói rồi cô gái này kê một chiếc ghế ngồi đối diện, hai chân vắt lên vai khách bắt đầu mơn trớn. Chúng tôi gọi tính tiền nước để rút lui thì chủ trấn an. Các anh cứ yên tâm, cứ ngồi uống nước, bảo đảm là không ai dám đến quấy rầy đâu. Chúng tôi hứa là hôm sau sẽ quay lại, giá hai chai trà xanh không độ là 100.000 đồng. Đường Minh Phụng nằm trên địa bàn quận 11, dài chưa đến 2 km, nhưng có đến hàng chục quán cà phê thác loạn giống Thủy Tú như Thi Thi, Ánh Hồng, Mi Mi.
Đặc điểm của các quán này là bên ngoài được trang trí có vẻ huyền bí, ánh sáng trong quán chỉ lờ mờ, đủ để nhìn thấy lối đi. Cách thủy tú 200m là quán Mimi. Quán này lúc nào cũng có khoảng 15 tiếp viên mặc đồ lót, ngồi sẵn chờ đón khách. Đây là nơi phục vụ tốt nhất trong số gần chục quán nằm trên đường này. Không chỉ phục vụ tận tình mà chúng tôi luôn có các em rất dễ thương. Người phụ nữ quản lý quán Mimi tự hào khoe với chúng tôi. Kế Mimi là Hoàng Lâm, quán này nằm cạnh trụ sở công an phường 10, quận 11. Dù mới 8 giờ sáng nhưng đã có rất đông khách. Chúng tôi tìm một bàn ở phía trong cùng, gọi một chai nước ngồi uống để quan sát. Lập tức có hai tiếp viên mặc đồ lót đi ra chào hàng. Điều nhận thấy ở quán này là giữa khách và nhân viên phục vụ không có một chút ngại ngùng. Các tiếp viên sử dụng mọi chiêu thức khiêu dâm để chiều khách. Vừa lúc một người đàn ông chừng 50 tuổi bước vào, một tiếp viên già tới ngồi trên đùi, cởi quần áo của khách, sau đó lôi luôn những thứ còn lại trên người của cô ta. Càng lúc khách vào càng đông, tiếng rên rỉ vọng lên càng nhiều. Ngoài đường Minh Phụng, trên hai tuyến đường Hòa Bình, Lạc Long Quân ở quận 11 cũng dày đặc các quán cà phê thác loạn, tạo thành khu ăn chơi có tiếng. Theo lời giới thiệu của các tiếp viên ở cà phê Thủy Tú, Thi Thi, chúng tôi tiếp tục tìm đến nhiều quán khác trên đường Hòa Bình, đoạn trước cổng số 2, công viên văn hóa Đầm Sen. Chỉ một đoạn ngắn nhưng có gần 10 quán cà phê thác loạn như Yến Nhi, Ánh Minh, Nhật Đới, tất cả đều thuộc phường 5, quận 11. Trong số này có tiếng nhất là cà phê Nhiệt Đới, hoạt động khá lộ liễu. Tiếp viên chỉ mặc đồ tắm để tiếp khách. Mỗi khách vào được phục vụ từ A đến Z với giá chỉ 100.000 đồng bao nước uống. Nếu khách cần nhiều tiếp viên phục vụ thì trả thêm 50.000 đồng một tiếp viên, không mất tiền bo. Chiều 26 tháng 3, chúng tôi tìm đến cà phê Nhiệt Đới và yêu cầu được gặp chủ quán để thương lượng việc cần 10 tiếp viên phục vụ sau 0 giờ. Một phụ nữ xưng là quản lý của quán không ngần ngại. Giá sẽ tăng 3 lần so với bình thường, nếu có nhu cầu đi luôn thì 500.000 đồng một lần. Gần Nhiệt Đới là cà phê Ánh Minh cũng nổi tiếng không kém. Nếu ai không quen mới vào quán lần đầu sẽ không khỏi dội bởi những động tác mơn trớn của tiếp viên, rồi những âm thanh nhạy cảm vang lên khắp phòng. Còn trên đường Lạc Long Quân cũng ken dày những quán cà phê trụy lạc như là Thánh Ly, Vi Vi, Thanh Thanh, Su Su. Các quán này cũng có đội ngũ tiếp viên từ 10 đến 20 người, sẵn sàng phục vụ khách tới bến. Chúng tôi đặt câu hỏi với một người phụ nữ ở quán cà phê Thánh Ly. Tiếp viên quậy cỡ này mà không bị công an kiểm tra sao? Bà ta đáp tỉnh bơ. Thỉnh thoảng mấy ổng cũng ghé, nhưng mình biết điều nên mấy ổng làm ngơ, chứ địa bàn của mấy ổng sao lại không biết được. Tại quán cà phê Su Su trên đường Lạc Long Quân, sau khi đưa ra một ly trà đá, tú bà của quán mời gọi. Anh thích em nào thì chọn luôn, toàn hàng đẹp, phục vụ lại tận tình. Chúng tôi từ chối, chỉ uống nước nghe nhạc. Ngay lập tức bà ta gằn giọng. Vào chỗ em là để gọi gái, thư giãn, chứ uống cà phê nước ngọt thì miễn tiếp. Liền sau đó, chúng tôi liên tiếp bị tú bà này và các tiếp viên đi qua đi lại đay nghiến. Bị điếc à bê ơi, chắc không có tiền. Tôi đứng dậy giả bộ đi vào khu vực nhà vệ sinh, nơi các tiếp viên đang ngồi chờ khách, liền bị tú bà chặn lại. Không gọi gái, miễn vào nhà vệ sinh. Cũng tại thành phố Hồ Chí Minh, tình trạng các nhà hàng núp bóng công ty cung cấp các dịch vụ từ A đến Z cho khách làng chơi có dấu hiệu nở rộ trở lại. Thậm chí khách không cần ăn uống hát hò cũng có thể gọi đào vui vẻ trong các phòng karaoke trá hình. Mới đây, phóng viên đã cùng nhóm khách chơi tìm đến công ty trách nhiệm hữu hạn 7XX trên đường Nguyễn Kiệm, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, theo lời mời của một má mì. Khi đến đây, nhóm phóng viên được chào mời đon đả do đã có người quen hẹn từ trước. Sau khi nhận phòng ở tầng 1, nhóm phóng viên được đề nghị ngồi đợi để má dê điều đào. Chừng 10 phút sau, dê dẫn ra 10 cô gái xinh tươi, còn rất trẻ cho khách chọn. Đặc biệt, khách có thể làm gì tùy thích, chỉ có điều là không được hành sự. Trong quá trình ngồi nhậu hát karaoke, những cô gái này đều gạ khách đi tới Z với giá 1 triệu đồng, bao luôn tiền tip cho nhân viên. Nếu khách đồng ý thì lên lầu 4 trên cùng để vui vẻ. Dẫn lên phòng là Thúy, người tiếp phóng viên và theo sau là một nam thanh niên. Thực chất đây chỉ là phòng hát karaoke. Phóng viên thắc mắc, tại sao lại không có giường chiếu? Thúy cho biết, như vậy mới hấp dẫn chứ anh. Chỉ vào phòng đối diện, Thúy nói tiếp. Phòng này đang có khách rồi đấy.
Với lý do không an toàn, phóng viên bước xuống. Tuy nhiên vừa đi, Thúy vừa níu kéo. Dưới đó có mấy anh ngồi trực và dọc cầu thang lên xuống cũng có, nên anh khỏi lo. Quả thật phóng viên quan sát, ngay bãi giữ xe có một thanh niên. Tại bộ phận lễ tân có ba thanh niên xăm trổ và cầu thang lên xuống cũng có nhân viên nam hoặc ngồi một chỗ hoặc đi đi lại lại. Ở lầu trên cùng có một phòng dành cho Đào. Nhìn vào trong, phóng viên thấy có rất nhiều cô gái đang nằm ngồi la liệt chờ khách gọi. Dê cho biết, nếu không ăn uống thì có thể kêu các em sướng luôn. Tuy nhiên tuyệt đối không được ra ngoài. Tương tự con phố sung sướng Phan Xích Long và các đường cắt ngang, sau thời gian tạm lắng, hiện cũng có một số điểm hoạt động trở lại. Điển hình như công ty trách nhiệm hữu hạn XT đến gần trưa là mở cửa. Tuy nhiên chỉ có những người quen với những ám hiệu hoặc đã gọi điện đặt lịch từ trước thì mới có thể vào trong vui vẻ. Ông NTC ngụ quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh cho biết muốn đi thì phải gọi điện trước. Có Đào quen hoặc yêu cầu như thế nào cứ dặn với quản lý để họ sắp xếp. Và trong đó có thể yêu cầu bất cứ dịch vụ gì từ A tới Z, giá dao động từ 1 triệu đồng, tùy vào thời gian phục vụ, Đào tiếp. Đặc điểm của những công ty nhà hàng này là bảng hiệu không liên quan gì đến dịch vụ ăn uống. Họ đặt những cái tên như công ty trách nhiệm hữu hạn XYZ và sáng đèn từ trưa đến tối, đặc biệt là về đêm. Trong mỗi phòng đều có lắp màn hình dàn âm thanh nghe rát lỗ tai phục vụ khách hát karaoke. Đồng thời, chiêu thức để bán bia là ở dưới mỗi bàn đều có những thùng đựng nước đá rất lớn. Khi rót bia được chừng 1/2 hoặc chỉ 1/3 lon, tiếp viên sẽ đổ xuống thùng đá này. Vì thế tại đây, hai khách uống hết vài ba thùng bia trong một giờ đồng hồ là chuyện thường. Do đó, khi nhận giấy tính tiền, khách cũng sẽ choáng với giá cắt cổ từ 4 đến 5 triệu đồng cho hai khách cho hai thùng bia, một ít khô bò, trái cây, bánh snack. Đó là chưa kể tiền bo cho Đào, ít nhất là 300.000 đồng một người. Má mì thường là 500.000 đồng. Nhân viên trực cầu thang khoảng 100.000 đồng. Nếu khách nào không chịu chi, sẽ có những thanh niên xăm trổ đầy mình áp sát. Có lần do hết tiền, nên bạn tôi không thể bo cho Đào. Ngay lập tức, cô này báo cho quản lý. Đi kèm với anh này là hai thanh niên bạm trợn. Bạn tôi sợ quá, liền nhờ giúp đỡ và phải móc ra 500.000 để bo mới được ra về. Ông C nói thêm, tuy nhiên xuống bãi xe, khách cũng bị chém đẹp. Lúc lấy xe, nhân viên giữ xe còn xin đều. Cho em ít tiền uống cà phê, đưa 10.000 đồng. Lập tức người này từ chối. Chết, em phục vụ nãy giờ không lẽ không được ly cà phê à? Bèo thế, ít nhất phải một xị. Tức là 100.000 đồng, chứ anh? Chiêu thức này không mới và được các đường dây tổ chức buôn hoa bán phấn sử dụng trong thời gian qua. Các điểm trước đây là quận 1, Bình Thạnh, Phú Nhuận nay đang có dấu hiệu bùng phát trở lại và nở lan ra các quận huyện khác như Gò Vấp, Tân Phú, Bình Tân. Thực tế thời gian qua, lực lượng chức năng cũng đã phát hiện một số vụ việc tương tự. Điển hình như tháng 12 năm 2017, đội đấu tranh phòng chống tệ nạn mại dâm và buôn bán người, phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Sở Văn hóa Thể thao thành phố Hồ Chí Minh và công an quận Phú Nhuận đã ập vào kiểm tra nhà hàng Hoàng Châu và khách sạn Quỳnh Anh đều nằm trên đường Phan Đăng Lưu, phường 7, quận Phú Nhuận, phát hiện 3 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Tại thời điểm kiểm tra, các cô gái khai nhận là nhân viên phục vụ tại nhà hàng Hoàng Châu. Khi khách tới ăn uống, có nhu cầu vui vẻ sẽ được hai quản lý là Lê Thị Thắm, sinh năm 1979, quê tỉnh Tiền Giang, và Tô Trúc Phương, sinh năm 1981, quê tỉnh Bạc Liêu, bố trí và đưa sang khách sạn Quỳnh Anh để thực hiện hành vi mua bán dâm với giá 1 triệu đồng một lượt. Quý vị và các bạn thân mến, biến thái, lịch lạc, hèn hạ là rất nhiều ngôn từ hạ đẳng dành cho những gã trai kiếm tiền bằng cái vốn tự có. Vậy nhưng giới trẻ ngày nay không hiếm những anh chàng phớt lờ danh dự để đi tìm sự giàu sang đầy ô nhục, được cung phụng từ A cho tới Z mà không phải tốn quá nhiều sức lao động, và được sống trong khoái lạc của nhục dục, lại còn có xe đẹp, điện thoại xịn, tiền tiêu thoải mái mà chẳng cần phải làm gì. Đó là những lý do khiến cho nhiều gã trai trẻ đưa chân vào con đường làm trai bao. Thực tế và suy nghĩ thì liệu có tương đồng hay không? Kính mời quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng Nhung theo dõi ngày ra đây nhé. Và một số diễn đàn hiện nay dành cho teen bỗng thấy giật mình vì vô vàn status thông báo giao vặt, giao hàng của các gã trai như teen boy cao 1m80, nặng 70kg, số đo 3 vòng, tìm chị để yêu, hay trai bao cực VIP ở quận T tuyển đại gia. Nam ở quê lên Hà Nội học,
bố mẹ làm nông. Việc Nam bước được vào giảng đường là cả một nỗ lực không nhỏ của gia đình. Nhưng nhìn qua thì không ai nghĩ cậu có gốc gác ruộng đồng. Thân hình vạm vỡ, gương mặt khá sáng, luôn hút người đối diện. Mỗi tội là tính tình của cậu còn nhiều rụt rè và nhút nhát giữa đám đông thì dường như đã thành cố hữu từ trước. Mọi sự chỉ khác đi khi đoàn trường mở các khóa học khiêu vũ miễn phí cho sinh viên. Những buổi tối rảnh rỗi chưa kiếm được việc làm thêm, du rú ở khu ký túc xá cũng chán nên cả phòng kéo nhau đi học nhảy. Ban đầu Nam lưỡng lự, nhưng lớp nhảy nhiều nữ mà lại thiếu nam. Các bạn nữ trong lớp qua kéo Nam đi. Thế là liều mình như chẳng có, xem có dạn ra giữa đám đông không, và còn để thỏa mãn trí tò mò nữa. Tập nhảy được một thời gian, những bước nhảy của Nam bắt đầu thanh thoát hơn, ngoại hình của Nam lại chuẩn. Thấy vậy mấy anh chị đi trước hỏi có muốn làm thêm không. Họ sẽ giới thiệu Nam tới các lớp nhảy để làm kép dìu, là làm bạn nhảy ở những lớp, những trung tâm dạy nhảy. Như trời hạn gặp mưa, như buồn ngủ gặp chiếu manh, như ánh sáng lóe lên phía cuối đường hầm. Được thế thì còn gì bằng, một công đôi việc, nhất cử lưỡng tiện rồi. Nam nghĩ thế và gật đầu. Nam không biết là mình đã bắt đầu dấn thân vào con đường phiêu lưu mà chưa bao giờ Nam có thể tưởng tượng ra. Các lớp dạy nhảy, đa số học viên là những chị em có độ tuổi ngoài 35 và dưới 45. Đây đều là những chị em có điều kiện kinh tế tốt, chồng họ là cỗ máy kiếm tiền, có địa vị nhất định trong xã hội. Nhưng quay cuồng theo công việc, thời gian cho vợ con vô cùng ít ỏi. Mà vợ thì rảnh rỗi không biết làm gì, nên đăng ký học nhảy để vừa đỡ trống trải, giết được thời gian hợp lý, vừa hợp xu thế thời đại. Giữa môi trường, những cô, những chị thuộc giới thượng lưu hoặc là đang tập tành bước vào giới thượng lưu ấy, Nam nổi bật hẳn lên nhờ vóc dáng và lợi thế tuổi trẻ. Các cô, các chị, người ngấm ngầm, người tỏ vẻ ra mặt đều muốn có Nam dìu mình trong những bước nhảy. Theo thời gian, số tiền boa Nam nhận được ngày một tăng lên, có nằm mơ Nam cũng không dám nghĩ tới. Chưa khi nào Nam thấy kiếm tiền lại dễ như vậy. Và rồi, từ cái nắm tay, từ bàn tay đặt thờ vào hông, từ lời thì thầm vào tai, từ phảng phất mùi nước hoa ngoại, từ những cái chạm ngực ngỡ vô tình nhưng cố ý trong mỗi điệu nhảy ở lớp, từ các cuộc gặp gỡ ngoài giờ, nhanh như không kịp kiểm soát, Nam thành trai bao của một quý bà lúc nào không biết. Lúc này nhiệm vụ duy nhất của Nam là làm thỏa mãn quý bà bằng mọi cách. Nam như người lính của đội phản ứng nhanh, quý bà gọi là có mặt. Không phải dìu quý bà nhẹ nhàng trên sàn nhảy, mà dìu lên giường mạnh mẽ cuồng điên. Quý bà tuổi đã ngoài 40, cái tuổi hồi xuân, cái tuổi bao nhiêu năng lượng đàn bà như núi lửa ngủ vùi giờ, là thời khắc vận công phun trào mạnh mẽ nhất, lóe sáng nhất, cháy hết mình nhất, để rồi tắt mà không phải hối tiếc. Nên với quý bà bao nhiêu cũng là chưa đủ, càng thêm lại càng như thiếu. Các lớp nhảy chỉ là nơi quý bà săn những trai tơ ngơ ngác ngờ nghệch để thuần dưỡng thành thuần thục phụng dưỡng ham muốn của mình. Trên giường quý bà bắt Nam làm đủ chiêu trò. Nam như được mở rộng tầm mắt, đi từ hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, từ thăng hoa này sang thăng hoa khác. Nếu như với người yêu còn nhiều e dè và nhút nhát, vì cả hai còn trong giai đoạn làm quen với chuyện giường chiếu, nên nhiều khi Nam không thể được vùng vẫy tới cùng, thì với quý bà lại hoàn toàn ngược lại. Dù đã có tuổi nhưng có điều kiện, vẫn đi spa chăm sóc sắc đẹp mỗi ngày, vẫn tập thể dục mỗi ngày, vóc dáng vẫn thon gọn săn chắc, khiến không ít thiếu nữ còn phải ghen tị. Cộng với những kỹ năng đạt đến độ tinh xảo, thượng thừa, kinh nghiệm đầy mình và nhu cầu sinh lý cao, quý bà đã cho Nam cảm nhận được đời sống giường chiếu thực sự là như thế nào. Câu chuyện sẽ chỉ dừng ở mức bình thường. Hai người đến hẹn lại lên, đến giờ lại gặp. Gặp lại giao ban, thọc sâu đánh những miếng đánh hiểm ấn tượng để ghi những bàn thắng đẹp. Nếu như không có chuyện, càng về sau, Nam càng không thể làm chủ được mình, khi thường xuyên bị quý bà ép uống thuốc kích dục và yêu cầu Nam sử dụng các dụng cụ bạo lực sách khi lâm trận. Nam như không còn là mình, trở thành con thú cuồng dâm thì đúng hơn. Và càng như vậy thì quý bà càng tỏ ra hứng khởi và thỏa mãn hơn, càng khích lệ, yêu chiều Nam nhiều hơn sau những màn mây mưa tơi tả đến sức tàn lực kiệt. Nam không hiểu nổi quý bà lấy sức ở đâu mà lại dẻo dai đến như vậy.
Có những đêm Nam không kịp thở vì hoàn toàn bị cuốn theo sự điều khiển của quý bà. Nam chỉ được buông ra khi toàn thân đã héo như một dải khoai ngoài nắng. Có bao lần hành lạc như vậy, Nam lên giảng đường, chân đi mà cảm giác như là bước hụt, người mơ mơ màng màng, bước đi không trọng lượng, rồi mật độ ngày càng dày hơn, cường độ mỗi lần một mạnh hơn, như thể quý bà muốn vắt Nam như vắt một miếng chanh. Nam nghiện những đồng tiền, những voucher mua sắm từ quý bà, tự cho mình đã bước vào giới thượng lưu từ khi nào không biết. Nên như con thiêu thân, đâm lao cố phải theo lao với những liều thuốc kích dục và chiêu trò quái đản trên giường. Quý bà cầm cương, liên tục quất vào con ngựa là Nam để nó dướn mình căng sức phi nước đại trên thân thể mình. Nam như ngập chìm trong vũng ham muốn nhục dục, vô bờ bến của quý bà mỗi lần được gọi. Khổ nỗi là quý bà thì như cái túi không đáy của người anh tham lam trong chuyện cổ tích, còn Nam thì dẫu là sức trâu sức voi cũng thành có hạn, huống chi là người. Nửa năm đánh đu lún sâu theo quý bà, trên những chiếc giường với quý bà, Nam thành sắc ve lúc nào không biết. Cái sắc ve thì không còn đủ sức để làm quý bà như được thiêu, được đốt, được rên rỉ hân hoan tươi cười mãn nguyện nữa. Dẫu quý bà có vun sới chăm sóc, bồi bổ bằng cách nào đi nữa, cổ truyền hay tân tiến, thì việc lấy lại phong độ của Nam cũng là điều không tưởng. Và đòi hỏi phải có thời gian, mà thời gian thì quý bà không thừa mứa để có thể vung vãi. Rất nhanh quý bà muốn kiếm một diễn viên đóng thế mới. Những liều thuốc kích dục còn quá nhiều, những chiêu trò giường chiếu luôn là thứ sáng tạo bất tận, đầy mê hoặc hoặc cám dỗ. Tuổi hồi xuân của quý bà không còn dư giả để có thể nhởn nhơ. Quý bà lại trở về với các lớp khiêu vũ mới để bắt đầu lại chu trình chăn dắt khác. Quý bà biết còn đầy rẫy những phiên bản như Nam đang chờ mình. Quý bà buông Nam ra như buông một sản phẩm đã hết hạn sử dụng. Đã vét đến tận cùng để kiếm một con mồi mới, không thì tuổi hồi xuân trôi qua không kịp níu lại. Đấy cũng là lúc Nam biết mình phải học lại thêm một năm nữa. Không biết cái giá ấy là đắt hay rẻ, là lãi hay là lỗ. Nhưng nhìn tờ thông báo kết quả học tập quá bết bát, rồi nghĩ lại những tháng ngày phục tùng các quý bà triền miên đã qua, Nam vẫn không khỏi rùng mình và sợ chính bản thân mình. Gần như tất cả các nơi vui chơi của quý bà đều được phục vụ bởi những chàng trai có ngoại hình đẹp, khuôn mặt ưa nhìn và quan trọng nhất là biết nói chuyện cũng như chia sẻ. Một số trong số họ sẵn sàng tới bến với khách có nhu cầu. Đó là lý do để trai bao ngày càng nở rộ. Một cách tiếp cận khác cũng không khỏi khiến cho chúng ta phải giật mình. Đó chính là sự phát triển của mạng Internet. Chỉ cần một cú click chuột là chúng ta có thể thấy hiện ra trước mắt rất nhiều lời mời chào quảng cáo, cùng số điện thoại hoặc nick chat liên hệ. Thậm chí là có những bạn còn tự nhận mình là ông trùm nhỏ, có khả năng cung cấp các trai bao như lời giới thiệu: mình tên là Tuấn ở quận 11, chuyên giới thiệu cowboy, tuổi 18-30, cao 1m68-1m80, body đẹp, phục vụ nhiệt tình chu đáo từ A đến Z, an toàn, kín đáo, lịch sự. Nhận khách là boy or girl, giữ kín thông tin khách hàng, mọi nhu cầu xin vui lòng liên hệ XXX, miễn trả lời tin nhắn. Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua. Hiện tượng trẻ hóa dần nhóm đối tượng làm trai bao cũng đang đặt ra nhiều câu hỏi cấp thiết đối với các nhà quản lý, các nhà xã hội học. Nó khiến cho văn hóa cũng như truyền thống của dân tộc dần bị thui chột. Một số bạn trẻ vô tình đã có những việc làm đi ngược lại với truyền thống của người Việt. Quý vị và các bạn thân mến, trong tâm trí của nhiều người, những tưởng U50 đã là quá đắt. Nhưng mà thực tế, khi đi một vòng quanh các công viên, vườn hoa, số lượng người bán hoa cao tuổi còn đang bươn trải thì lại không hề ít. Đây không phải là chuyện cấm đoán, xử lý mà cần tìm hiểu và giải đáp từ nguyên nhân gốc rễ. Vậy phía sau những mảnh đời phải bán thân kiếm sống ở cái tuổi xế chiều thì có điều gì khó nói? Kính mời quý vị khán giả hãy cùng với Hồng Nhung lắng nghe ký sự điều tra trong chương trình ngày hôm nay. Năm 2014, một buổi sáng mùa hè nóng nực, bà mẹ chân chất của tôi, người đã lên trước bà ngoại, bà nội từ lâu, vào vườn hoa Gia Lâm, Long Biên, Hà Nội hóng mát. Chưa kịp đón làn gió trong lành thì một thanh niên đi qua ghế đá nơi bà ngồi, vỗ vai rồi cười nham nhở. Một lát sau, lại một thanh niên nữa, tuổi chừng 25-27, lại tiếp tục với cái vỗ vai sảm sỡ. Lúc này bà cụ đã hiểu chuyện quát: "Này, vớ vẩn, chúng mày chưa bằng tuổi con tao đâu đây." Chẳng hề ngại ngần, một thanh niên nhăn nhở: "Còn cái nỗi gì, thế
Thích đồ cổ đấy, thì sao nào? Bà lão mắt chữ A, miệng chữ O quá hoảng. Khi thấy một ông cụ khoảng ngoài 70 tuổi, ngồi ghế đá đối diện bình thản nhìn, bà vội chạy sang tìm đồng minh. Bác ơi, tụi trẻ giờ hỏng quá bác nhỉ? Lâu rồi em không rẽ vào công viên khác quá. Ông cụ nom cũng khá phong độ điềm nhiên nói. Cô lạc hậu quá rồi. Ở đây tầm tuổi của cô không thiếu. Cô không biết đấy chứ. Ở các nước phương Tây, từ lâu người ta đã hôn nhau ngoài đường là chuyện thường. Giờ chúng tôi cũng được cởi trói rồi. Tôi không có tiền, nên tuần chỉ đi 2 lần thôi. Mà toàn đi với các cháu sinh viên cô ạ. À. Đi về tinh thần sảng khoái, vui vẻ, không ốm đau bệnh tật gì nên cũng đỡ cho con cái. Chúng nó không phải chăm mình ốm là mừng rồi. Bà ngỡ ngàng. Đi thế chắc tốn kém lắm bác nhỉ? Ông lão cười xòa. Tốn, nhưng mà không ốm đau sầu não, chả đỡ quá đi chứ. Tuần tôi hết khoảng 500.000 đồng. Vào nhà nghỉ tám táp thơm tho sướng lắm cô ạ. À. Đây, tôi có số điện thoại đây này. Khi đi với các cháu sinh viên, các cháu thường nói là ông làm gì con thì làm, nhưng ông giữ cho con trinh tiết để con lấy chồng. Nhưng thế cũng là sung sướng rồi. Cụ già đang chém tưng bừng thì một ông cụ hom hem, răng cửa đã trống hoác vài chiếc, thong thả đạp xe qua. Thấy bạn, ông cụ ngồi ghế đá vời. Ấy, đi sớm thế, ngồi chơi đã bác. Cụ răng khấp khảnh đáp. Đi một vòng đã, ông cứ ngồi đi. Ông ngồi ghế lại tiếp tục mở mang cho bà già lạc hậu. Đấy, sáng ra đã đi tìm đấy. Ở quanh đây á, phải hàng chục người tầm tuổi cô, trên 60, làm ăn tốt đấy cô ạ. À. Còn ở khu đường tàu nhà tôi nhá, có những bà nạ dòng, chỉ đổi chai nước mắm cũng xong. Nói vậy đó là khi mấy ông hết tiền, còn lúc nào thì cũng có một đôi trăm. Bà cụ nghe một hồi, liền tìm cách từ biệt ông lão rồi quay quả đến ngồi uống nước ở hàng nước trông xe gần đó. Vẫn chưa hết ngạc nhiên với những gì vừa nghe, bà tâm sự với bà chủ quán. Vườn hoa giờ thế này, ai vào mang tiếng chết bà nhỉ? Chẳng ngờ bà hàng nước cũng tranh thủ kiếm thêm bằng việc phục vụ các quý ông khi có nhu cầu. Ở Hà Nội, quanh khu vực công viên Lenin, Hồ Hà Lè, điểm đón xe buýt góc đường Trần Bình Trọng, dọc phố Nguyễn Đình Chiểu hàng ngày, những người đàn bà bán dâm lớn tuổi này thường đạp xe rong ruổi chào khách hoặc là đứng bên gốc cây. Nếu không biết tường tận công việc của họ làm, người thoáng qua sẽ dễ nhầm lẫn họ với những bà nội trợ quanh đó. Nhóm gái ở đây ăn mặc kín đáo, mặt đeo khẩu trang không phấn son lòe loẹt, trên tay lúc nào cũng cầm chiếc mũ bảo hiểm để chờ đi khách. Họ làm ăn cần mẫn ngày đêm từ sáng, trưa, chiều, tối. Khách là thợ hồ, xe ôm, tài xế xe tải, các cụ già và có cả những thanh niên mặt non choẹt đi giải sầu. Nhìn chung, người bán dâm ở đây nhan sắc đã tàn phai, từ nhiều nơi dạt đến, giá rất bình dân. Ngoài những người hành nghề lâu năm, có trường hợp do bị chồng con ruồng bỏ, chán nản, cũng đi bán thân để quên sự đời. Biết mình đã già, họ chỉ dám mon men ở những khu vực không có nhiều gái bán dâm để tránh bị cạnh tranh. Ở góc phố Trần Bình Trọng phía công viên Lenin, có một bà bán dâm tên là Hải khá cởi mở. Gặp khách là ỡm ờ hoặc dỉ tai, ai gật đầu là đi liền. Chị này nhìn cũng sạch nước cản và ăn mặc như công chức nên cũng khá đông khách. Bà Hải có thâm niên cả chục năm nay ở giữa con phố Nguyễn Đình Chiểu. Ngày ngày đi làm như một công chức cần mẫn từ 8 giờ sáng. Không như các gái khác thường đạp xe qua lại ở địa điểm quen, khẩu trang bịt kín, bà Hải thường chọn vài gốc cây, ngồi trên xe đạp đọc báo. Không cần khẩu trang, hễ có khách là vẫy khá nhẹ và ý tứ, thuận giá là đi. Một chủ quán nước gần đó cho biết, nom bà Hải vậy mà cũng khá đắt khách. Ngày đi thong thả cũng trục bận và thường rất nhanh. Khoảng 30 phút tới 1 giờ đã thấy quay lại gốc cây. Có hôm mưa ế ẩm. Người hàng phố thấy có ông tới ngã giá hai cô, bà Hải và một gái nữa, với giá 150.000 đồng. Sau một hồi đôi co cũng thấy họ theo nhau đi. Nghe nói bà Hải con cái đều đã có gia đình ở quê, nhưng đều không làm đủ ăn nên cũng vẫn còn đeo bám mẹ. Hôm nào có được nhiều tiền, bà lại rẽ vào hẳn shop đồ trẻ em để mua quần áo gửi cho cháu nội ngoại. Bà Hải bán chăm chỉ, cần mẫn lắm. Người hàng phố trong những ngày 29-30 Tết vắng hoe, rét mướt,
vẫn thấy bà đi lại đợi chờ, nghỉ vài ngày Tết lại có mặt. Tỏ vẻ am hiểu về việc gái bán dâm cao tuổi, bà bán nước trước cổng công viên lý giải. Tuổi nào thì có khách đó, các cô gái trẻ đẹp thì đối tượng của họ cũng trẻ, và đúng là họ có nhiều khách hơn hẳn. Nói chung là đàn ông có tâm lý thích các cô gái trẻ, song không phải ông lớn tuổi nào cũng muốn vui vẻ với một cô đáng tuổi con cháu mình đâu. Có người đã có gia đình nhưng vẫn ham hố trò chống bỏi nên tìm gái mua dâm. Nhưng có những người chỉ muốn được giải quyết vấn đề sinh lý bình thường do vợ mất, do ly hôn hoặc là do độc thân. Vì thế họ cũng mong muốn tìm được người cùng lứa với mình để có được sự đồng cảm, hòa hợp, chứ không nhất thiết phải là các cô gái trẻ. Với những người bán dâm lớn tuổi, chắc hẳn không nhiều người lười biếng đua đòi hay ham hố. Nhưng bà Hải là một điển hình. Họ phải bán cái cuối cùng còn lại để đáp ứng nhu cầu của người thân, con cháu. Cái họ đang bán không phải là nhan sắc, là thân thể, mà là bán đi nhân phẩm của mình. Trước nhiều tranh luận trái chiều về việc có nên công khai danh tính người mua dâm để dễ bề quản lý, nhiều ý kiến cho rằng thà mua dâm còn hơn là hiếp dâm. Nghịch lý với những người già khi có nhu cầu mà không được đáp ứng, có người đã tìm gái mại dâm như phương án an toàn nhất, đảm bảo bí mật. Nếu chẳng may có bị phát hiện thì cũng không đến nỗi ở tù như sàm sỡ hay hiếp dâm. Trước nhu cầu của người lớn tuổi, cùng với đó là nhu cầu của những khách ít tiền, nhiều tụ điểm mại dâm rẻ tiền đã hình thành. Ở đó có cả những cô công nhân vì cuộc sống khó khăn phải bán mình với giá rẻ mạt. Và cũng có những phụ nữ ở cái tuổi lên chức bà nội bà ngoại. Thời gian gần đây, công an phát hiện nhiều đối tượng bán dâm cao tuổi như vụ chủ chứa 72 tuổi ở Yên Viên và tại Nam Đông Anh, Hà Nội. Tất cả từ chủ nhà nghỉ, môi giới và gái bán dâm đều ở tuổi trên dưới U50, U60. Nhiều người tóc đã điểm bạc. Khách mua dâm cũng là những người đã lớn tuổi ở các vùng lân cận có hoàn cảnh éo le như vợ già, vợ chết, bỏ vợ. Những câu chuyện không vui nói trên đặt ra vấn đề về sự phân hóa, bần cùng hóa của một nhóm người trong xã hội mà các nhà quản lý phải có trách nhiệm quan tâm. Mặt khác, đó là minh chứng rõ ràng cho nhu cầu tình dục ở nhiều người già chưa có giải pháp khả dĩ đáp ứng. Theo tiến sĩ tâm lý Nguyễn Kim Quý, tại Việt Nam, vấn đề quan hệ tình dục của người già đang được đặt trong điều kiện xã hội kém thuận lợi. Đa số người Việt coi nhẹ, tâm lý phổ biến là coi việc người già vẫn còn quan hệ tình dục là điều không bình thường, theo chiều hướng kém tôn trọng. Hầu hết những người già đã mất bạn đời, khi họ muốn tái hôn hoặc chung sống với một người khác, đều nhận sự phản ứng, cản trở của con cháu vì cho rằng đó là việc làm đáng xấu hổ. Đồng quan điểm này, chuyên gia tâm lý Trịnh Trung Hòa cũng cho rằng bi kịch lớn nhất trong đời sống chăn gối của người cao tuổi hiện nay là không được xã hội thừa nhận về quan niệm. Điều đó đã cản trở người cao tuổi được sống đúng với những nhu cầu tự nhiên của mình. Hiện tượng người cao tuổi tìm đến các cơ sở mại dâm cho thấy đời sống tình dục của họ bị bế tắc. Trong đó, nguyên nhân chính dẫn đến sự bế tắc này là họ bị bạn đời khước từ hoặc họ không có đủ điều kiện để tìm kiếm bạn tình khi người bạn đời sớm ra đi. Quý vị và các bạn thân mến, trước đây khi nhắc đến vũ trường sàn nhảy, những trang web đen nhiều người vẫn hình dung đó là thánh địa của những quý ông hám của lạ. Ở đó thì thỏa sức vay tình đổi tình. Thế nhưng gần đây thánh địa đó cũng đã trở thành chợ tình cho các quý bà sồn sồn nắm tiền nhiều của thừa thời gian. Họ lên đó để tuyển phi công trẻ, phục vụ cho nhu cầu đổi gió của mình. Những lạc thú sờn da gà của quý bà sồn sồn vung tiền đổi gió oái ăm cũng chính là ký sự điều tra mà Hồng Nhung muốn gửi đến quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Ngay bây giờ thì kính mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng chú ý theo dõi ngay dưới đây. Năm 2017, từng tham gia một khóa học nhảy ở gần khu chợ Hôm, Đức Viên, phóng viên tình cờ biết được những câu chuyện độc nhất vô nhị của những quý bà sồn sồn tới đây khiêu vũ. Ban đầu khi tham gia lớp nhảy, phóng viên khá ngạc nhiên khi thấy phần lớn những người tìm đến đây học nhảy lại là những quý bà. Nhưng tìm hiểu ra, phóng viên mới ngã ngửa khi biết họ là những người lắm tiền, nhiều của và thừa thời gian. Họ tìm đến lớp nhảy này ban đầu chỉ để đốt thời gian, nhưng dần dần nó trở thành thú vui của các quý bà. Hoài Nhung tên một quý bà khá nổi tại lớp nhảy mà phóng viên đã tham dự. Đều đặn thứ 3, thứ 5, thứ 7 hàng tuần, quý bà Nhung tìm đến lớp nhảy này để đốt thời gian. Nhưng cũng ở lớp nhảy này, bà đã tìm được cho mình một kép nhảy kém bà 23 tuổi. Từ khi bắt cặp với chàng trai này, bà Nhung đã bị đốn tim. Với bà, tình yêu với chàng trai trẻ đó đã bù đắp
vào một nửa trái tim trống trải của bà. Bà Nhung năm nay đã ngót nghét gần 60 tuổi. Con cái đã lập gia đình và ở riêng hết. Bà vốn phóng khoáng nên chỉ thích ở một mình. Ở một mình trong biệt thự trống vắng, lại vốn lắm tiền, lắm của, nên bà đâm ra rảnh rỗi. Bà muốn tìm một người bạn trai để chút bầu tâm sự. Sau khi lên lớp tìm được bạn nhảy, thì bà Nhung bị cuốn vào vòng xoáy. Vì thế sau những buổi nhảy tại đây, bà và trai tân của mình đã rời bỏ lớp nhảy, tìm đến vũ trường, quán bar để tìm nguồn vui mới bên nhau. Dù đã ở tuổi 60, nhưng bà Nhung đã nhanh chóng dấn thân vào những lạc thú. Chàng trai tân kiêm huấn luyện viên nhảy một thời đã đưa bà sa ngã dần dần vào những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng bằng những chất thức thần. Cỏ, ke, kẹo, đá, tất cả những chất này vốn trước đó xa lạ trong thế giới của bà, giờ bà Nhung bắt đầu bập bẹ nếm trải và kinh qua thành thục. Hết bay tại ba, bà Nhung lại cùng đôi đũa lệch của mình hí hửng mua những công cụ tình dục về thác loạn đổi gió tại nhà mà chẳng cần ý tứ. Do đó, chất chơi của quý bà sồn sồn này đã trở thành giai thoại của những hàng xóm sống gần biệt thự trên phố Huế của bà Nhung phải ngả mũ chịu thua. Không dừng lại ở những thú chơi lạc thú đó, bà Nhung và tình trẻ còn chuyển hướng sang thú chơi đỏ đen thâu đêm suốt sáng tại các sòng bạc bí mật trong thành phố. Có những đêm quý bà này còn đốt cả 100 triệu ở sới bạc nhẹ tựa lông hồng. Khác với quý bà Nhung thường lui tới các tụ điểm ăn chơi ở Hà Nội về đêm, thì nhiều quý bà lại tỏ ra thích thú khi biến quán massage thành căn nhà thứ hai của mình. Ban đầu các quý bà này chỉ để đổi gió, thử tìm cảm giác lạ. Nhưng rồi dần dần họ nghiện đến mức không đến quán massage để được chạm khẽ trên da thịt thì thấy nhớ và bứt rứt khó chịu. Tuấn Lé, một người từng làm nhân viên tại quán massage BN bật mí. Chỗ nào có nhân viên massage càng đẹp trai, càng cao to phong độ, đặc biệt là biết chiều khách hết mình, thì quán đó sẽ càng đông khách. Tuấn Lé cho biết, các quý bà đến thiên đường này thường là những người thừa tiền đói tình. Họ súng xính trong những trang phục váy đầm bước vội vào thiên đường với cái mát thư giãn. Ở đây những nhân viên massage chủ yếu là những động tác phục vụ theo yêu cầu của khách. Không có quý bà nào bỏ tiền ra để được đấm đấm bóp bóp vài cái mà họ đến để tìm những cảm giác khó nói thành lời. Tuấn Lé bảo rằng những quý bà sồn sồn thường yêu cầu massage khắp toàn thân bằng những cái lướt nhẹ tay nhưng dừng lại lâu ở những nơi đặc biệt. Họ hướng dẫn nhân viên massage phải massage vào chỗ này chỗ nọ thật lâu. Chưa hết, những vị thượng đế U50 bắt nhân viên phải ngồi trên người để đấm lưng hay là hôn những nơi mà chính các nhân viên này cũng không thể tưởng tượng được. Thậm chí là có những nhân viên massage đã từng phải massage bằng lưỡi cho các quý bà quái đản. Nói như Tuấn Lé, bất kỳ nhân viên nào muốn được lòng quý bà thì phải biết cách làm cho họ vui lòng. Điều đặc biệt, nhân viên phải luôn luôn lắng nghe, luôn luôn làm theo, kể cả các yêu cầu đó có oái oăm như thế nào. Nhân viên massage kiêm phi công trẻ càng chiều quý bà thì càng được bao nhiêu tiền và những lợi ích xa hơn. Họ sẽ chủ động tìm đến mình mỗi khi đến đây và coi mình như bồ. Có bạn đồng nghiệp với tôi còn được quý bà tậu xe, quần áo đẹp cho là chuyện bình thường. Tuấn Lé nói, nắm bắt được thông tin về những tệ nạn xã hội ngày càng phức tạp này, một tổ công tác liên ngành nhanh chóng được thành lập có sự phối hợp với nhiều cơ quan chức năng. Sau một thời gian theo dõi, cơ quan chức năng liên ngành đã quyết định đồng loạt ra quân, triệt phá những hang ổ sung sướng của các quý bà, những gã đồng tính tại Sài Gòn. Như kế hoạch đã định, 21 giờ ngày 19 tháng 5 năm 2018, lực lượng chức năng liên ngành đã bất ngờ vào kiểm tra spa HS đường Trần Văn Bánh, phường 11, quận Phú Nhuận, bắt quả tang hai cặp đồng tính nam đang thực hiện hành vi mua bán chuối. Ngoài ra, tại phòng số 4 của spa, lực lượng chức năng bắt quả tang nam kỹ thuật viên Nguyễn Lê Minh Đê, sinh năm 1986, quê Quảng Ngãi, tạm trú tại quận Tân Phú, đang thực hiện hành vi kích dục bằng miệng cho khách là Nguyễn Hoàng M, sinh năm 1987, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Qua lời khai của những người liên quan thì từ lâu HS là một tụ điểm hoạt động mại dâm đồng tính khá nổi tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh. Hầu hết khách đến spa này chủ yếu là dân đồng tính nam có nhu cầu tìm bạn tình để thỏa mãn dục vọng.
Khi khách có nhu cầu, đội ngũ kỹ thuật viên hầu hết là những gã trai trẻ sẵn sàng phục vụ. Giá mỗi lần từ 200.000 đến 500.000 đồng. Mỗi kỹ thuật viên phục vụ từ 1 đến 2 khách một ngày. Qua sàng lọc, cơ quan chức năng đã đưa 15 người về trụ sở công an làm việc. Cùng thời điểm kiểm tra Spa HS, một tổ công tác liên ngành đã ập vào hai khách sạn VA, phường 11 quận 5 và khách sạn QN, phường 15 quận 5 bắt quả tang 9 cặp nam nữ và đồng tính đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Trong số đó có 2 cặp là nữ mua dâm nam, 4 cặp là nam mua dâm nữ và 3 cặp là nam đồng tính mua chuối nam. Cơ quan chức năng xác định giá mua bán dâm của các cặp trên là từ 200 đến 500 ngàn đồng một lần. Trường hợp gây chú ý là hai quý bà trên dưới 50 tuổi đã bị bắt quả tang khi đang mây mưa với hai gã trai trẻ chỉ mới 17 và 23 tuổi. Sau mỗi lần lái máy bay, các phi công trẻ sẽ được trả 300 ngàn đồng một lần. Số lượng người tham gia một cuộc giao hoan thế này có thể lên đến 7-8. 8 gã trai trẻ phục vụ cho một quý bà, thậm chí có những người trên 60 vẫn đi tìm trai trẻ để thỏa mãn. Quá sốc. Một gã trai trẻ còn kể lại rằng, chị T, một trong những người tham gia cuộc chơi, chia sẻ bằng cái giọng làm nũng. Nếu em chơi được thì chị cho em mỗi tháng 10 triệu coi như là ăn sáng. Nhưng phải là đứa chơi khỏe nhất nha, với thi thoảng đến với chị nhé, không chị cô đơn lắm. Qua những trường hợp bắt quả tang, cơ quan chức năng đã phát hiện những đôi mua bán dâm khá đặc biệt. Quý bà ngoài 40 khát tình đã bỏ tiền mua dâm một đối tượng là con nghiện nặng. Ngoài ra trong số những người bán dâm nam cũng có sự tham gia của một số giáo viên. Thời điểm ấy đối tượng mua bán dâm cũng rất đa dạng, từ trai tân cho đến những ông chồng vợ con đề huề nhưng chán cơm thèm phở. Thậm chí là nhiều phi công trẻ còn tình nguyện giao dịch với các quý bà dày dặn kinh nghiệm tình trường và đang trong độ tuổi hồi xuân, thừa tiền nhưng thiếu tình. Trao đổi với phóng viên về tệ nạn mua bán dâm, các cán bộ trong đoàn liên ngành cho biết, người hành nghề mại dâm nam thường tuổi từ 18 đến 30, đa phần là dân lao động hoặc không có nghề nghiệp ổn định. Họ bán dâm để kiếm sống và để thỏa mãn nhu cầu tình dục bản thân. Đối tượng mua dâm là các quý bà hoặc người đồng tính nam. Người hành nghề mại dâm nam mang tính chất tự phát, không có sự chăn dắt hay bảo kê. Còn các quý bà mua dâm thường là người ly hôn, chồng mất hoặc chồng đi làm ăn, công tác xa, do thiếu thốn tình cảm nên tìm mối mua dâm. Tuy nhiên cũng có những trường hợp quý bà có chồng con nhưng không được thỏa mãn nhu cầu chăn gối nên cũng đi săn tìm của lạ. Quý vị và các bạn thân mến, và đến đây thì thời lượng phát sóng của chương trình cũng đã kết thúc rồi. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin hẹn gặp lại quý vị trong những số phát sóng tiếp theo trên kênh Blog Tâm Sự.